hai tội phạm chuyên nghiệp chuyên đi ăn trộm các ngân hàng với số tiền rất lớn đang được cục cảnh sát bắt giữ và chụp ảnh chân dung lại. Hai tên này mau vào ngục đi, đừng có mà la lối ung sùng lên. Cuối cùng cũng đã bắt giữ được hai tên này. Đồng nghiệp ơi, chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng thôi nào. Đây đây, hôm nay tôi mua rất là nhiều bánh kẹo độc lạnh nhé. Kẹo gì mà giờ thế, này mà cũng bảo ngon hả? Ăn hết chỗ này xem cái nào ngon nhất. Cái tên cảnh sát chết tiệt này. Ta vứt cái lon cho ngươi ngu đầu luôn. Tên nào vừa ném ta đấy, có muốn ăn đòn không hả? Này sao lại đây con thế hả? Ta bắt được con côn trùng, ném ra ngoài chỗ thức ăn cho hai tên kia. Này cái tên đần độn kia, sao lại bỏ côn trùng vào bánh của ta thế hả? Bọn chúng đánh nhau văng chìa khóa ở đây này, chúng ta cùng trốn ngục thôi. Bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Này lấy chói, chói hai tên kia lại, cho vào lồng sắt này đi. Này này, tôi lấy được một túi bánh kẹo nè, ngon lắm. Tuyệt vời, một đống bánh kẹo, quá là ngon luôn. Chúng ta sẽ thưởng thức hết chỗ này luôn, mình chưa khi nào được ăn bánh ngon đến thế. Này này, đừng có ném kẹo vào mặt tớ như thế chứ. Cái tên này, tôi sẽ cho cậu một bài học, xem đây. Cái này của tôi, cậu đừng có mành dạn. Dám đẩy tôi như thế hả, tôi sống chết với cậu luôn. Dừng tay lại đi, đừng có đánh nữa. Surprise! Bam! 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 Nhóm nhạc của mình yêu thích, hát hay quá, tuyệt quá đi. Ai bấm chuyển kênh vậy hả? Mình đang xem cơ mà. Đừng có chuyển kênh lúc người ta đang xem chứ. Đến phim hoạt hình yêu thích của mình rồi. Cái tên chết tiệt này, sao dám chuyển kênh của tớ hả? Con cá heo đần độn này, sao dám hút mình đau quá? Hãy rút ra để tớ xem hoạt hình. Đưa anh cho tớ, không điều khiển của tớ. Thôi xong rồi, đi rồi, phải làm sao đây bây giờ? Ở đây là đâu vậy? Ôi rồi đau quá, nhưng mà ở đây có nhiều món ăn quá. Thôi chúng ta cùng nhau ăn thôi nào. Cậu ăn chiếc bánh màu xanh này xem có ngon không cá heo. Trời ơi, tự nhiên đâu ra mà quá trời món ăn ngon. Còn đây nữa này, cá heo ăn đi. Ủa, hóa ra chỉ là mơ thôi hả? Cậu mau dậy đi, đừng có ngủ nữa. Tôi đói quá, chúng ta nên đi mua chút gì ăn không? Đây, cậu cầm lấy tiền đi mua chút gì ăn đi, tớ cũng đói quá. À, cửa hàng bánh ở đây rồi. Mình sẽ đổi giá để lấy chiếc bánh kia. Xong rồi, bây giờ mình để tiền ở đây rồi mang bánh về thôi. Tớ mua bánh về rồi đây, chúng ta cùng ăn thôi nào. Ai đã chéo giá, bánh thế này, phải tìm ra thủ phạm mới được. Bánh ngon quá cá heo ơi, cậu mua ở đâu đấy? Này hai cậu kia, mua đưa thêm tiền bánh đây, giá bánh 5 đồng cơ mà. Bọn chúng chạy mất rồi. Ừ.
Có quả dưa hấu to lắm, chúng ta thử bổ bó ra xem. Tránh ra nào, để tôi. Bên trong quả dưa giấu toàn là kẹo, quá đã. Chúng ta cùng đến thưởng thức thôi nào. Này này, đợi tôi với. Để tôi đổ tất cả kẹo ra sàn rồi chúng ta cùng ăn. Nhiều quá, kẹo này chắc ngon lắm đây. Cho tôi thử nữa, đúng là kẹo này ngon, được thơm nữa chứ. Ôi trời ơi. Ngon quá, mình không thể nào dừng ăn lại được, mình sẽ ăn không chừa cái nào luôn. Quá đã. Tiếp theo sẽ bóc mấy cái này ra xem, nhìn hình thù bắt mắt quá. Để tôi ăn thử trước nhé. Ngon lắm, cậu cũng ăn một miếng đi. Ơ kìa, miếng kẹo nó chạy đi đâu mất rồi. Sao lại thế nhỉ, đuổi theo mau lên. À cứu với, cháu dưa hấu ăn thịt chúng ta mất rồi. Wow. 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 Okay. Nah. Wow. Okay. Huh? Aha.